Ê, cái quả địa cầu này á, thời xưa bao nhiêu lần mà mấy thằng khoa học gia mà sư phụ gọi là mấy thằng dốt á, mấy thằng dốt đặc của trái đất này á, giống như thiếp Đê Vinh mà nói mình từ loài kỹ rồi đó, sư phụ gọi là mấy mấy ông dốt khoa học gia đó, dễ dôi á, gọi là mấy ông dễ dôi. Mấy ông dễ dôi á là không bao giờ mà tưởng tượng được cái quả địa cầu á, chỉ cần cha ra lệnh thôi là mấy ông rồng khổng lồ, mấy ông phun lửa một cái thôi là nguyên cái trái đất này trên 200 độ là ở mặt địa cầu không còn một cú kinh nào mà thể tồn tại nữa, cháy hết, tại nóng là cháy hết, mà chỉ cần một hà lửa thôi. Bình thường mình thấy mấy ông rồng mình bay trên mây, con tưởng cái chiếc máy bay mà Boeing 747 hay A-130 á, con thấy cái mây của ông rồng mình không? Không bằng khúc chút xíu của ổng nữa. Mà ở đây mắt mình thấy cách đây chừng nhiêu 5-6 cây số rồi trên bầu trời đúng không, mà một đoạn mây dài vậy là con tưởng tượng bự bơi lớn, là mấy ổng chỉ quá ra vậy để cho mình thấy, huống hồ chi ở trên nó ok rồi xóa sổ trái đất là một ông rồng á, ổng quá là bự á, ngoài vũ trụ trên mặt trăng mà ổng khà lửa một cái thôi á, là cái trái đất cũng y như cái hạt ngọc mà nằm trong miệng ổng thôi à. Chẳng có trái đất này như là hạt cát, chúng ta giống như là li ti, giống như là mấy cái vi trùng tế bào thôi, mà chúng ta tưởng là chúng ta khôn với bự giỏi lắm, có 5 feet 6 feet nhầm nhò đi người trời á. Chứ phụ mà về thiên đình á, là cái cột thiên đình á, phụ y như con kiến vậy á. Mấy ông anh nó bự khổng lồ luôn à. Anh ở trên trời người nào người ấy lớn lắm, tại ta có phước, chúng ta không có phước, có 5 feet mấy mà tưởng đâu là mình ngon, cũng y như con ếch ở trong cái hồ rùa, cái nhảy nhảy tưởng đâu nó ngon lắm, ngồi dưới giếng